Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Giờ Tin Sáng trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đưa ra dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi ra lấy ý kiến góp ý lần thứ hai. Liên quan đến quy định về thời gian làm thêm của người lao động, thay vì hai phương án, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất một phương án mở rộng khung thỏa thuận về thời gian làm thêm. Hiện Bộ Luật Lao động hiện hành quy định việc làm thêm giờ do các bên thỏa thuận nhưng không quá 30 giờ một tháng và không quá 200 giờ một năm. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp đều đề xuất tăng giờ làm thêm tối đa của người lao động lên 500 giờ một năm để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao thu nhập cho người lao động. Ngoài ra, việc quy định làm thêm giờ theo tháng quá cứng nhắc, chưa phù hợp với thực tế và chu kỳ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp kinh doanh theo mùa vụ. Sau khi tiếp nhận ý kiến góp ý và nghiên cứu, so sánh với các quốc gia khu vực thì số giờ làm thêm tối đa của người lao động Việt Nam hiện ở mức thấp. Vì vậy, tại dự thảo đưa ra lấy ý kiến lần này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng khung thỏa thuận về làm thêm giờ của người lao động và người sử dụng lao động theo hướng tăng số giờ làm thêm tối đa trong một năm lên mức 400 giờ, đồng thời bỏ quy định giới hạn làm thêm giờ theo tháng và khống chế số giờ làm thêm theo ngày. Trước những tin đồn về việc phí trước bạ ô tô dưới 10 chỗ ngồi có thể sẽ tăng lên tới 50% giá trị xe, đại diện Bộ Tài chính đưa ra khẳng định là chưa có đề xuất gì về việc này. Trao đổi với báo chí, Phụ trưởng Vụ Chính sách Thuế thuộc Bộ Tài chính, ông Phạm Đình Thi khẳng định tin đồn tăng phí trước bạ lên 50% là không đúng sự thật. Cơ quan quản lý khẳng định chưa có đề xuất gì về việc thay đổi trần phí trước bạ với ô tô dưới 10 chỗ ngồi, vốn đang ở mức 15%. Theo nghị định về phí trước bạ đã được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ đầu năm nay, thì ô tô dưới 10 chỗ ngồi, kể cả ghế tài xế, phải nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 10%. Ngoài ra, các địa phương được quyền áp dụng mức phí cao hơn nhưng không quá 50% của 10% mà nghị định quy định, tức là mức trần phí trước bạ hiện nay chỉ ở mức 15% giá trị xe. Hiện phí trước bạ với ô tô dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu tại Hà Nội là 12%, các địa phương khác phổ biến ở mức 10%. Văn phòng Quốc hội vừa tổ chức hội thảo ô nhiễm không khí tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp. Các chuyên gia của tổ chức WHO cho biết hơn 50% số ngày quan trắc tại Việt Nam cho ra kết quả là chất lượng không khí kém. Theo Tổ chức Y tế WHO, Việt Nam là quốc gia có mức độ ô nhiễm không khí đặc biệt cao so với các nước trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Hơn 50% số ngày trong năm có chất lượng không khí kém, trong đó Hà Nội là một trong những thành phố có mức độ ô nhiễm cao. Giai đoạn năm 2011-2015, số ngày Hà Nội có chỉ số chất lượng không khí kém chiếm đến 40-60% tổng số ngày quan trắc và có những ngày chất lượng không khí suy giảm đến ngưỡng xấu. Với tình trạng ô nhiễm không khí ngày một nghiêm trọng, nhiều ý kiến cho rằng cần nhanh chóng nghiên cứu một đạo luật kiểm soát ô nhiễm không khí với những quy định chi tiết và biện pháp xử lý mạnh tay hơn nữa. Thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết, lãnh đạo hai nước Việt Nam và Campuchia vừa ký bản ghi nhớ thúc đẩy nghiên cứu xây dựng các tuyến cao tốc nối Mộc Bài, Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Vẹt, Phnom Penh. Chính phủ Việt Nam và Campuchia đã thống nhất phối hợp nghiên cứu để đầu tư xây dựng đường cao tốc nối Thành phố Hồ Chí Minh với thủ đô Phnom Penh của Campuchia nhằm tạo thuận lợi cho việc vận chuyển bằng đường bộ giữa hai nước. Hôm 25 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam Trương Quang Nghĩa và Bộ trưởng Giao thông Công chính Campuchia Sun Chanh Thor đã ký biên bản ghi nhớ giữa hai bộ để thúc đẩy nghiên cứu và xây dựng các tuyến đường cao tốc Mộc Bài, Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Vẹt, Phnom Penh. Theo biên bản ghi nhớ, Việt Nam nghiên cứu đầu tư đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đến cửa khẩu Mộc Bài dài 65 km và phía Campuchia nghiên cứu đầu tư đoạn cao tốc từ thủ đô Phnom Penh đến cửa khẩu Bà Vẹt dài khoảng 130 km. Thông tin từ phía Campuchia cho biết, tuyến cao tốc Bà Vẹt - Phnom Penh được sự hỗ trợ của Nhật Bản hiện đã hoàn thành nghiên cứu khả thi. Còn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài cũng đang được nghiên cứu với hướng tuyến đi song song với quốc lộ 22. Tuyến cao tốc này sẽ được đầu tư theo quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế là 120 km/h, tổng mức đầu tư khoảng 650 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, các yêu cầu về an toàn thực phẩm với nông sản xuất khẩu Việt Nam ở các thị trường nhập khẩu sẽ ngày càng khắt khe hơn, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải nhanh chóng thích ứng. Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại hội thảo Xu hướng an toàn thực phẩm toàn cầu, giải pháp gia tăng xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt diễn ra sáng ngày 26 tháng 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm của Hoa Kỳ, gọi tắt là FSMA, được ban hành vào ngày 4 tháng 1 năm 2011, thực hiện dần cho đến tháng 6 năm 2016 và sẽ thực hiện một cách triệt để từ ngày 1 tháng 9 năm 2017.
luật nâng cao hàng rào kỹ thuật, tạo hệ thống an toàn thực phẩm mới với các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Luật cũng đặt ra yêu cầu các nhà cung ứng tại Việt Nam cũng phải đáp ứng các yêu cầu cũng như chịu sự giám sát chất lượng như các nhà sản xuất tại Mỹ. Đơn cử như cá tra Việt Nam muốn xuất khẩu vào Mỹ phải được cơ quan chức năng nước này kiểm tra toàn bộ quy trình sản xuất cá từ cơ sở nuôi đến chế biến, xuất khẩu, nếu đáp ứng mới được cấp phép xuất khẩu vào Mỹ. Sau Mỹ, các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm của Canada, Úc, EU v.v. đều áp dụng chính sách giám sát và kiểm tra chặt chẽ hơn về an toàn thực phẩm. Theo bà Hạnh, điều này đặt ra thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm Việt Nam. Từ phía doanh nghiệp, bà Lê Thị Thanh Lâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Food cũng thừa nhận rào cản kỹ thuật với các doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm nông sản ngày càng khắt khe. Cái nhu cầu của con người ngày càng yêu cầu cao hơn về mặt an toàn vệ sinh thực phẩm. Và từ đó thì nó sẽ có những cái tiêu chuẩn kỹ thuật ràng buộc để làm sao cho sản phẩm ngày càng phải có những cái chất lượng cao hơn. Tuy nhiên cũng không loại trừ những cái thị trường nhập khẩu họ dùng cái rào cản kỹ thuật để mà hạn chế những cái hàng của Việt Nam xuất vào thị trường đó. Cho nên đây là một cái thách thức rất là lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần nhanh chóng nghiên cứu tác động của các luật quản lý an toàn thực phẩm mới của các nước đến tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp, đánh giá khả năng đáp ứng của doanh nghiệp để có chính sách hỗ trợ các khâu then chốt. Xu hướng săn đất nền giá mềm ở những vùng ven và các địa phương lân cận thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng rầm rộ. Hiện phân khúc đất nền ở một số khu vực như là quận 9, quận Bình Tân, quận 12, huyện Cần Giờ, huyện Bình Chánh và các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu đang tạo sóng khi được nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ và những hộ dân có nhu cầu mua đất làm nhà đổ xô tìm kiếm. Khu đất này thuộc dự án Airlink Town Long Thành Đồng Nai do công ty bất động sản Asia Land Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Tổng cộng có 150 lô, mỗi lô khoảng 80 đến 100 m². Dự kiến cuối tháng 4 này sẽ mở bán và hiện tại khách đã đặt chỗ hết toàn bộ. Cái dự án bên Airlink Town thì chị đặt vô 100 thì chị lời được 30 thì chị bán rồi. Đó. Thì bây giờ qua dự án này thì ví dụ mà nếu mà chị cảm thấy có lời thì chị bán, còn nếu không thì chị để đầu tư cũng được, tại vì chị thấy là sẽ có dự án của sân bay á, Long Thành, nên thành ra chị nghĩ là sau này thì đất ở đây sẽ phát triển nhiều. Thay vì mua đất lô đất trả hết 100% rồi để dành một thời gian, một hay là vài năm chờ được giá mới bán ra, thì đầu tư kiểu ngắn hạn như bà Trang hiện là cách được nhiều người ưa chuộng. Khách hàng mua đất nền dự án thường được trả trong 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu, khách sẽ đặt cọc 30%, đến 3 tháng sau mới phải trả lần 2. Trong giai đoạn chờ này, nếu có người mua giá cao hơn thì chuyển nhượng lại luôn. Đây gọi là kiểu đầu tư lướt sóng. Thì tiền số dự án, ví dụ những cái dự án mà nó xa khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, thì mình sẽ tính tới phương án đầu tư về dài hạn hoặc trung hạn. Còn những dự án mà khi tốc độ mà dân số nó ổn định rồi thì mình sẽ đầu tư về ngắn hạn. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hiện nay mình vẫn quan tâm nhất là ở khu vực của quận 9. Thì cái nhu cầu quận 9 hiện nay là rất lớn, với hai nữa là cơ sở hạ tầng kết nối một cách đồng bộ. Cho nên nếu đầu tư ở thành phố Hồ Chí Minh này thì mình chọn cái đầu tư quận 9 đó là ngắn hạn. Nhiều người chuyên săn đất nền cho biết ở những vùng ven thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, thường trong vòng 3 tháng, giá đất nền sẽ tăng 10 đến 15%. Theo tính toán, nếu đầu tư kiểu lướt sóng, bỏ ra từ 100 đến 300 triệu đồng, khoảng 3 tháng sau sẽ thu lãi khoảng 30 triệu đến dưới 100 triệu đồng. Điều đó lý giải vì sao hiện có nhiều người đổ xô đi săn đất nền làm môi giới đất. Những cái sản phẩm mà công ty giao dịch, nghĩa là hầu những cái sản phẩm công ty giao dịch một sản phẩm thì nó rơi vào khoảng tầm 50 đến 200 nền. Và cái tính thanh khoản này, những cái dự án thì trong vòng từ 2 tuần đến 1 tháng là cái lượng sản phẩm đã bán ra hết 100% sản phẩm luôn. Và không chỉ khi mà bán cho sản phẩm hết 100% khách hàng đợt đầu tiên, mà có những đối tượng là khách hàng người ta muốn mua lại, sẵn sàng mua chênh lệch từ những khách hàng mua trước F1, F2 vậy đó. Và hầu như sản phẩm F2 vẫn ra được với cái lợi nhuận rất là cao. Nên cái việc đó mình đánh giá là cái thị trường phân khúc đất nền được rất là nhiều khách hàng lựa chọn. Lý giải về cơn sốt đất nền ở các khu vực vùng ven, các chuyên gia cho rằng vì đất nền thuộc các khu dự án có yếu tố pháp lý rõ ràng, lợi ích phù hợp với mặt bằng lãi suất và tính thanh khoản cao.
Mặt khác, vì cơ sở hạ tầng ở các khu vực vùng ven và giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh đang được phát triển mạnh với nhiều dự án giao thông lớn sắp hoàn thành đã và sẽ tạo ra sự kết nối liên vùng ngày càng thuận tiện cho việc lưu thông. Bởi vì chúng ta thấy hiện nay có một cái nỗ lực của chính phủ trong việc kết nối về mặt giao thông. Nếu chúng ta nhìn thành phố Thủ Dầu Một hoặc là thành phố Biên Hòa hoặc là thành phố mới Nhân Trạch thì về mặt mà cự ly từ đó vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng hơn 30 cây số. Và nếu kết nối giao thông thuận lợi như sắp tới có cầu Cát Lái đi qua Nhân Trạch, sắp tới là chúng ta biết rằng sẽ mở rộng cái quốc lộ 13, cái đoạn từ ranh tỉnh Bình Dương đi vào cầu Bình Triệu mở rộng ra 60 m thì cái giao thông nó thuận lợi hơn. Chưa nói những cái tuyến đường sắt đô thị như tuyến metro số 1 rồi sẽ kết nối lên tới Bình Dương, rồi sẽ kết nối lên tới Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai và nhiều cái tuyến giao thông khác, kể cả tuyến xe lửa từ thành phố Hồ Chí Minh lên Thủ Dầu Một, lên Lộc Ninh để đi qua Campuchia. Cho nên chúng ta thấy rằng với cái dự kiến phát triển hệ thống hạ tầng như thế, cho nên là nó kích thích người tiêu dùng của thành phố Hồ Chí Minh không chỉ lựa chọn đất nền ở các cái quận ven hoặc là các huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh mà còn kể cả các huyện của các tỉnh giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý mức tăng giá hiện nay có thể không phản ánh đúng nhu cầu của thị trường mà đang bị thổi lên bởi lực lượng môi giới và cò đất. Kinh nghiệm của cái thời điểm đỉnh điểm của bong bóng bất động sản năm 2007, lúc đó giới cò đất kết hợp với những người đầu cơ chuyên nghiệp đã khuấy đảo thị trường, đẩy giá lên với mức rất ảo, và cái giới đầu cơ họ đã rút vốn để họ chốt lời, nhưng mà những người đầu tư ăn theo, chúng ta đầu tư theo đám đông, rất nhiều người bị thiệt hại, thậm chí phá sản. Cho nên chúng tôi có một cái khuyến nghị đối với bà con là nếu chúng ta dùng tiền của mình để mua một cái nền nhà mà ở khu vực đó có đầy đủ hạ tầng như mong muốn của chúng ta, cái phần tiền vay rất ít, thì bà con hoàn toàn có thể mua đất nền ở những khu vực dự án mà bà con có nhu cầu. Nhưng nếu chúng ta có mục đích kinh doanh để tìm kiếm lợi nhuận thì tôi đề nghị với bà con là hết sức cẩn trọng. Nhiều chuyên gia cũng cảnh báo hiện cũng có không ít đơn vị làm ăn chụp giật nhân lúc thị trường đang nóng, do đó các dự án đất nền giá rẻ vẫn tiềm ẩn không ít rủi ro cho người mua. Khách hàng nên cẩn trọng, tìm hiểu kỹ lưỡng, tránh trường hợp muốn thu được nguồn lợi nhanh mà đưa ra quyết định mua vội vã, bỏ qua những vấn đề quan trọng liên quan đến quy hoạch và pháp lý. Sắc xanh đã trở lại với hai sàn chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 26 tháng 4. Đà tăng dàn trải trên nhiều cổ phiếu đã giúp chỉ số VN Index chạm mốc 710 điểm. Sau thời điểm đầu phiên diễn biến chậm chạp, chỉ số VN Index đã nhanh chóng lấy lại sắc xanh với đà tăng của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Xu thế tăng dàn trải trên nhiều mã chứng khoán đã giúp tâm lý nhà đầu tư trở nên tích cực hơn. Đáng chú ý trong phiên là sự bứt phá của nhóm ngành phân bón, mà dẫn đầu là mức giá trần của DCM Đạm Cà Mau với khối lượng khớp khá lớn. Bước sang phiên chiều, thị trường tiếp tục giữ đà tăng tốc tích cực, số mã tăng chiếm ưu thế trên toàn sàn. Chỉ số VN Index đã chạm trở lại mốc 710 điểm. Diễn biến tích cực này đã tạo sự hưng phấn nhất định đối với nhiều nhà đầu tư. Khép phiên, VN Index tăng 0,35% lên mức 710,04 điểm, thanh khoản gần 3.500 tỷ đồng, tương đương trên 140 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Sắc xanh cũng đã trở lại với sàn Hà Nội nhờ vào sự tăng tốc của nhiều cổ phiếu chủ chốt. Diễn biến này tiếp tục duy trì cho đến cuối phiên, hoạt động giao dịch trên sàn vẫn đang ở mức ổn định. Chốt phiên, HNX Index tăng 0,79% đạt 88,55 điểm, khối lượng giao dịch xấp xỉ 52 triệu đơn vị, ứng với trên 530 tỷ đồng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Giờ Tin Sáng trên kênh truyền hình FBNC. Tiếp sau đây sẽ là những tin chính trong phần tiếp theo của chương trình. Tháng 9 năm 2017, dự kiến bắt đầu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Kéo dài thời gian góp ý chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đến hết ngày 20 tháng 5.